Chào Quốc Hàm. Rồi, hỏi thăm bạn chút coi sao rồi. Lúc này mày bu vú đẹp không người ta coi coi. Ông tên bây giờ tự nhiên mà quan hai rất tài là ông xuống dưới rồi không? Rượu quá thì rượu quá có đẹp thì tao bây khoe thì tao coi chút làm dữ vậy. Ông đừng có hồ theo người trai nha, ông đừng có hồ theo người trai nha. Thì tao nghe sự người trai. Tao nghe nói là mày hút mỡ bụng rồi bơm vú, tao coi thử coi cái vú đẹp không, tao biết thì sao nữa. Ok, chào lại thưa quan, chào lại tất cả mọi người ở dưới. Thì những lúc gần đây, mấy ngày gần đây thôi, nổi cộm cán cũng là một cái đề tài rất là hot, nhưng mà đó là mình nói cho nó một cách chính xác là ở Nam Hàn nó mới gì xảy ra một cái vụ kiện tụng của một cái bà người Việt Nam mà thảm án, mình gọi là thảm án trong chính quyền Việt Nam, mà bây giờ thì nó mới xét xử và coi như là bên nguyên đơn là bên tố tụng thì bên phía nói chung là phía chính quyền của Nam Hàn đã bị thua. Thì nói chung là đó là một cái điều bất ngờ mà từ hồi xưa tới bây giờ mình phải nói một cái điều như vậy. Ở trong đất nước Việt Nam mình từ ngày có chiến tranh tới bây giờ, nhưng cuộc thảm sát nó rất là nhiều, nó không phải là một vụ, nó rất là nhiều vụ. Mỹ Lai, Sơn Tịnh, rồi An Khê, rồi nói chung là tất cả Phong Nhị, rồi Trung miền Tây, nói chung là nhiều, rất là nhiều, mà đều là do những cái quân lính đồng minh của Mỹ, mà nói một cách chính xác là đồng minh của Mỹ. Và đồng minh là có nghĩa gì? Có nghĩa là Tân Tây Lan, Úc Đệ Lợi, Philippines, rồi Nam Hàn, rồi Thái Lan, nói chung rất là nhiều, cũng khoảng 7-8 nước tham chiến cùng Mỹ vào thời đó. Thì cái vụ án này lần đầu tiên trong lịch sử và coi như là tố tụng của Việt Nam mình được thắng ở đây. Mình không có nói vấn đề tiền bạc, nhưng mà thắng ở đây để nói cho mọi người hiểu rằng cái chuyện đó nó có thật. Là bởi vì từ hồi xưa tới bây giờ, những cái người mà chống Việt Nam mình họ hay khỏa lấp, và họ hay có một cái là coi như là mày cũng biết rồi, mày có nghĩa là vậy, tất cả những cái gì mà Việt Nam mình thực hiện ở nước ngoài, chẳng hạn chất độc màu da cam thì nó có nó đau ở cái chỗ này, là thà một thằng chính phủ Mỹ nó bắt xích, nó không chấp nhận đơn, nó không chịu tố tụng, cái điều đó là mình cũng hiểu rồi, bởi vì nó là kẻ thù của dân tộc thì mình không nói làm gì. Nhưng mà nó ác độc ở chỗ là cộng đồng người Việt của mình tại ở xứ người là tẩy chay, bài xích, không chấp nhận điều đó. Mình nhớ cái vụ đôi sinh coi như là chất độc màu da cam không? Thì có, có một số khi người Việt mình đâm đơn chính phủ Mỹ thì có một số người biểu tình và phản đối cái vấn đề coi như là mình thưa kiện về chất độc màu da cam, và người ta đưa ra một cái lý luận rất là buồn cười. Chất dioxin sinh chỉ là chất gì cỏ bình thường thôi, có thể là quậy nước ra uống giống như uống bia gì cũng được, hay nói chung là bla 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 khái vậy. Ở trong những cái diễn đàn mà chống cộng mà mình đã phản biện hoài thì trong đó nó có một thằng tên là Giác Sư Bùi, mà nhớ rằng đó không có nói đúng có gì đâu, trời ơi cái chuyện nhỏ, cái đó đâu có là chúng gì có, nó đâu có độc hại với con người, để chúng mình tất tần thật, nó đau là ở chỗ con người Việt Nam, chứ nó không phải là đau về chính phủ Mỹ, hay ta nói một cái điều đó như vậy. Thì tất cả những cái chuyện gì mà nó khoa lấp được là khoa lấp, và hầu như nó muốn tẩy trắng luôn. Thì cái vụ án này nó dấy lên một cái điều gọi là lần đầu tiên mình được thắng, mà có nghĩa là thắng đây là cái chỉ thắng bại thắng quan tâm, nhưng mà để hiểu cho rõ ràng ở lịch sử kia là những chuyện tạp giá trị lịch sử, chuyện thảm án lịch sử là có thật. Cái điều đó, tao không nói cái điều đó đó, cho tao không nói vấn đề tiền bạc, còn tiền bạc thì nó vô giá, mấy chục mạng người chứ đâu phải là một người đâu, không phải là một người mà một người đời cũng không nổi được, mà toàn là người dân thường, đàn bà cũng biết không. Đó là tội ác của mà lính Nam Hàn trời kia thời kia. Mặc dù trước đó những người dân Nam Hàn hoặc là những người chính phủ Nam Hàn và những người quân nhân Nam Hàn đã có một cái tính cách coi như là hối hận và xây những cái tượng đài hối hận đại khái như ở đâu ta nghe nói những cái nơi mà họ ra đã làm những cái tội ác thì họ đã xây tượng đài, rồi là họ đã làm những cái cử chỉ ăn năn hối hận. Thì ta không bàn cái chuyện đó, nhưng mà ta muốn bàn là ngay tại giờ phút này thì tất cả những cái người mà chống đối Việt Nam mình hãy nhìn lại cái vụ án này để biết hiểu rõ hơn. Nhưng mà ta nghĩ là chắc họ hiểu hết á, nhưng có điều họ bị cái sự
thù ghét Việt Nam mình, họ che mờ lý trí đi và họ cãi bướng này kia, và nó có những cái câu rất là buồn cười. Mày cũng đã biết rồi, tại làm sao họ đánh đuổi quân Mỹ, là bởi vì nước Mỹ đem suốt nợ đem tới nền văn minh cho Việt Nam này kia, xóa đó, nói chung là nó dùng những cái từ buồn cười lắm kìa, mình không thể nào chấp nhận được. Mà thấy rõ ràng không? Đủ, tại làm sao mà chưa đủ nền văn minh Pháp Mỹ này kia, người ta đem tới, người ta kích cầu, người ta dạy cho người Việt mình, nó là đền xin đồ, mà thấy nói chuyện mà nó thúi đồ chưa được thấy đời. Cái chuyện này thì ta cũng đã nói lên cái live của cụ Tý rồi, cho hôm nay mình cũng nhắc lại một lần nữa, mà mình muốn nói cái điều này nè. Tao thì bình thường thôi, chiến tranh nó qua đi gần nửa thế kỷ rồi, nó im ắng rồi, nó lặng rồi, tức nghĩa là mình không còn nghĩ tới. Tính tao từ xưa giờ mày cũng biết rồi, cái gì nó qua thì nó qua, nhưng mà cái vụ án này nó khi mà nó bùng nổ ra cách đây vài bữa, tự nhiên con người ta nó lại sôi sục trở lại. Nó sôi sục trở lại bởi vì nó nói là nghe một điều này, ngày xưa cái quân đội Viễn Chinh á, họ hành quân một cách độc lập, nó không dính dáng gì quân đội Việt Nam Cộng Hòa cả. Họ không muốn quân đội Mỹ hành quân là riêng biệt quân đội Mỹ hành quân, họ không có dính dáng cái Việt Nam. Thành ra vì cái chỗ đó, cái quân đội Việt Nam cũng không hề biết cái điều đó. Mình phải nói thật cái điều đó, cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi quân đội Mỹ là coi như là đi hành quân là họ hoàn toàn coi như là bí mật, họ không có cho mình phía bên Việt Nam Cộng Hòa biết, và hầu như cái người Việt Nam Cộng Hòa hoặc là Bộ Tư lệnh Việt Nam Cộng Hòa cũng bị sự điều khiển bởi cái tổng tham mưu của Mỹ, nó thẳng là như vậy. Thành ra vì đó những cái thảm án xảy ra thì có thể nói là cái người lính Việt Nam Cộng Hòa họ như cũng không biết luôn đó. Thì thực sự là mình khi mà cái vụ án này được phanh phui ra và được cộng đồng quốc tế bên Nam Hàn rồi thưa kiện, thì mình mới thấy rõ một cái điều này là mình cái điều này thì mình biết thừa rồi, nhưng mà tại vì mặt ngoại giao về cái về quốc tế thì nó không thừa nhận, là bởi vì nó không muốn đòi đền tiền bọn nó mới. Thì mình mới nói một điều này là tất cả những người mà từ xưa giờ chống Việt Nam mình phải mở mắt cho to ra, ở mở mắt cho to ra, từ xưa là chối, nghĩa là chối tội đó, có nghĩa là tạo ra mọi lý do tại vì Việt Cộng nó bận đồ Nam Hàn, nó lính Nam Hàn trà trộn như trong đó, nó bắn lại cho thành ra người Nam Hàn, lính Nam Hàn nó không biết, là nói chung là tất tần tật cái gì nó chối rồi nó chối, hiểu không? Tại vì chỗ thành ra bây giờ, thành ra bây giờ cái bản án này là cái bản án đầu tiên, và nó cũng là một cái cột mốc mà mình hiểu rằng được là đó là một tiền lệ, sau này sẽ có những cái vụ án mà lật lại lịch sử và người mình được thưa kiện nó, mình nói cho nó vui. Còn mà tao cũng nói với mày rồi, hôm qua tao cũng nói rồi, hên cho cái bà này, bà Thanh này nè, cô là nhỏ tuổi, mới 62 tuổi thôi, nhỏ tuổi của tao. Tao nói là cô hên á, là cô cại, cô kiện, cô đâm lưng cô kiện vì cô quá đau khổ, nó mấy chục năm trời gia đình nó mất hết trơn rồi, còn mình bả cô cút, bà cũng bị thương luôn, cô rất là tội thương. Bả kiện bên Nam Hàn, cái còn là kiện bên Mỹ là thôi thua rồi, đủ có lấy cục khoai lang đem về gặm thôi chứ không có làm con mẹ gì được, nó thẳng là vậy. Hên á, nhưng mà chính vì cái chỗ kiện Nam Hàn thì nó bởi vậy nó mới có tiền lệ đánh động lên, mày hiểu không? Đánh động có nghĩa là gì? Đã thắng một lần thì sẽ có tiền lệ đó lần thứ hai. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, cái chuyện là chuyện chiến tranh, mình nói như vậy để cho thế giới biết rằng cái chiến tranh Việt Nam, cái hậu quả dã man của những người lính Viễn Chinh đồng minh của Mỹ, nó giết hại dân lành như thế nào. Ý ta muốn nói cái điều này, nó không phải là một vụ bà này không, bà này ở phong nhị phong nhất ở Quảng Nam Đà Nẵng phải không? Phong nhất phong nhị còn ở Quảng Ngãi nè, còn ở đâu rồi, ở Tam Kỳ, nói chung là rất là nhiều, tại vì mình đùng cái mà ta không có nhớ hết tên được. Thí dụ như là ở gì ta, cái vụ Mỹ Lai nè, nói chung nhiều lắm, nó thẳng lại vậy. Nhưng mà mình nói cho cùng thì sẵn cái vụ án này nó xảy ra thì mình mới cảm thấy là để cho giữa người bên kia, phía bên kia khác bất đồng chính kiến Việt Nam mình, hay nói một cái câu vậy đủ mấy mình Mỹ nó đem tới văn minh truyền bá văn minh cái khác, thì tại làm sao mà Việt Nam mình là bà không chịu tiếp thu mà rồi đánh đuổi nó lại cái đó, cũng là những cái dùng cái từ rất buồn cười lắm kìa. Rồi thì theo tao á, đúng ra thì mình nói cho nó vui miệng thứ đòi hỏi mà được, bởi vì đền bù có 20 tỷ ra là bao nhiêu ngàn đô, bao nhiêu triệu doanh, nhưng mà đổi ra tiền mình đi mà muốn tính ra tiền đô thì có 24.000 đô thôi, nó quá nhỏ đối với một mạng người, chứ đừng nó quá nhỏ. Mà trong khi đó cái bà này bắt đòi hỏi bà thường nguyên cái làng đó 70 mạng người chết từ từ
người lớn tuổi đặt bài trong nít, không có thanh niên đẻ gì. Thì tao hồi quá nhỏ, ước sức của tao tệ lắm là phải 7 tỷ đô la. 7 tỷ đô la thì chưa xâm dây, bởi vì nó con người chứ không phải là con vật. Vì đó, đó mình nói là nói cho nó sướng cái miệng, mình giận quá mà nói vậy thôi, chứ thực chất hết, bởi vì ở đây cái tòa án nó quyết định như thế nào thì kệ đó, không quan trọng. Nhưng mà ở đây tao cũng rất là vui, rất là vui là, và mình cũng chúc mừng cho cái bà Thanh này là bà tìm được cái sự công lý của một cái đất nước Nam Hàn. Nhưng mà tao nghĩ cái Nam Hàn này cũng bị ép bụng, nó thuộc về cái dạng giống kiểu gì phải làm thôi, không làm không được. Tại bởi vì sao, hiện ngay bây giờ đất nước Nam Hàn hoặc là những cái hãng công ty lớn của Nam Hàn, là đại công ty của Nam Hàn như là Samsung, Hyundai để kia đang làm ăn phát đạt ở Việt Nam rất là nhiều. Nó thẳng là Việt Nam mình bây giờ là coi như hầu như là những cái món đồ gia dụng từ tròn nồi chĩa trái lậu cũng là kinh tế đang thâm nhập thị trường Việt Nam rất là nhiều. Vì đó họ muốn xoa dịu và họ muốn lấy làm kinh tế là đây. Thì người Việt Nam mình có một cái tính rất là nhân bản, có nghĩa là thôi tất cả những chuyện đã quá khứ, bây giờ chúng ta nên đẹp qua một bên, có nghĩa là không quên lịch sử, nhưng cái điều đó là dẹp qua một bên để cho chúng ta xây dựng cái nền kinh tế cho nó vững mạnh. Thì cái điều đó là điều của nhà nước, tao không có nhà nước làm ra tao đéo chịu, cá nhân tao thôi nha. Nhà nước nói vậy thì đúng rồi, ý của nhà nước là bây giờ tất cả mọi cái đều dẹp qua, bây giờ phải chăm lo đời sống cho nhân dân và kích cầu kinh tế để Việt Nam mình tăng trưởng, để theo kịp những cái đà tiến hóa của nhân loại. Ok vậy nước vậy, còn tao đòi riết đủ cái 7 tỷ đô một người, tao 7 tỷ đô một người, đủ 70 người dân lên, tao có đòi khi nào tao đòi không được thôi, không đòi mới bốt tao về đủ. Tao đứng trước cửa tiệm của mấy cái chỗ nào mà đủ má cô cái của người Nam Hàn sống mà tao đứng trước cửa đủ tao cái chữ đủ đây đó vậy đủ mà đi đòi không đứng ai biết đâu đứng lại không ai biết không đủ đứng những vài phút có đủ mới chịu nghĩ này đúng không? Thật ra nói về cái số tiền á thì nó không phải là cái mục tiêu chính. Cái đúng mục rồi. Tiêu chính đây là công lý, công lý là một. Cái thứ hai nữa là nó mang cái tính giá trị về cái lịch sử, đúng không? Như bố từng nói đó, đúng rồi. Những thành phần bên kia nó luôn chối bỏ và nó không thừa nhận, không thừa nhận. Thì qua cái câu chuyện này á, cái giá trị lịch sử nó đã được khẳng định. Còn cái vấn đề tiền theo con nghĩ nó chỉ là một trong những cái thủ tục tượng trưng để làm gì, để nó bổ sung cho cái giá trị pháp lý đó thôi, tức là thì có thắng mà có thua, đúng rồi. Có vấn đề gọi là đúng rồi thư kiện, đúng rồi, và anh thắng thì anh được đền bù chắc chắn là vậy. Cũng như câu chuyện ở bên nước ngoài bố thấy không, thí dụ như là họ thư kiện là gì, tôi chỉ yêu cầu bồi thường một đô la, đúng rồi, danh dự là vậy. Nhưng mà cái đó là hình ảnh tượng trưng, mẹ ơi, cái đó là của nhà nước, tao dân thường tao đắc là cái đó. Ý con nói ý con nói là vấn đề, trong vấn đề mà thư kiện đó thì ở đây nó cũng vậy. Thì bạc mà thừa hiểu là chắc chắn bây giờ mình đòi thế này thế kia thì họ sẽ không thể nào họ trả cả. Giống như bố nhớ cái vụ da cam không, đúng rồi, cái đồng hồ da cam đó đâu nước đúng mình cũng kiện biết bao nhiêu năm mà nó có trả đó. Nó chịu đâu, chịu đâu. Bây giờ tao nói mày rồi, tao vậy tao rủ mày với Hảo Nam tới cái chỗ nào mà cái ràng quán nào mà nó có bán hàng của Hàn Quốc á, tao với Hào Nam với mày được kê các bạn ấy cái cửa ra vô đó ngồi nhậu bia chơi, hỏi ra nó đuổi tao, nó đuổi em mày, đuổi tao chém chết mẹ mày à, đây đất nước của tao cho mới đứng nước của mày nha mày, đuổi mày đỡ tao vậy đó, đuổi mày bút biết cái ly nổi không biết nhưng mà kệ mẹ tính sao vậy đó. Đó cái kê cái bàn tao mày ngồi nhậu ví dụ ban đầu trước cửa ra vô đó, đủ mày lạng qua tao đập chết mẹ luôn, tại sao đứng là nước của tao với nước của mày, đủ vậy đó. Không biết kê ngang biết nó có bắt công gian, nó có bắt người ta nó bắt luôn qua nó dốt luôn thấy mẹ rồi. Rồi còn chút xíu cản trở kinh doanh làm ăn mua bán của người ta. Ây trời ơi, tao nói vậy thì nói cho nó vui vậy thôi, nhưng thực chất tao nói mày nghe gì, khi mình tức quá đời mình tức quá mình nói vậy thôi, chứ còn chuyện bây giờ khui ra thì các anh phía bên kia thế giới, các anh phía bên kia thế giới phải nhìn nhận một cái điều rõ ràng, đó là lịch sử và cái điều đó nó hiển nhiên sự thật, anh không có chối được nữa. Là bởi vì sao người xưa anh nó hay chối em ơi. Hào Nam lên chơi mày, Hào Nam lên mất, chơi con mất cam rồi à, nói chung là hồi từ xưa giờ cam đi bán rồi, cái gì nó cũng chối, cái gì nó cũng chối, thậm chí mà nhớ cái câu của một chắc xin bùi không, trời ơi cái đó uống được mà đâu sao đâu được phá thật nhiều cái đồ. Cái gì mà mình đau nhất ở cái chỗ này, ta nhắc mà lần là cái người chính phủ Mỹ hoặc là chính phủ Mỹ đó bài bác rồi không chấp nhận đơn thì không nói làm gì. Cái này là người Việt chúng ta sống ở nước ngoài hùa theo một cái đám rất ư là bất dạy rồi bài xích, cảm thấy đã vậy thôi còn có thằng tiến sĩ chó gì đứa ba tao mới nghe anh Thượng nói là thằng tiến sĩ gì đã vậy đã lên bài báo là nguyên tắc giải thích điện đề vật lý về chất độc dioxin á, đồ má có thể là hòa tan uống giống như bia vậy quá thôi vậy đó, có nghĩa là bài đó là người Mỹ đúng má nó ác đạn ở chỗ đó
nó thàn vậy đó, mức độ vậy dám uống không, vậy nó dám uống không, họ nó có dám uống nó nói vậy đó, khổ vậy, thiệt mày rồi mất dạy vô cùng. Mà bây giờ có đây có một cái bằng chứng lịch sử, có tòa án nào bằng thì các anh không còn chối cãi nữa, bởi vì không có, bởi vì thường thường chúng ta từ xưa là tao mày tất cả là cũng mình nói mà nó bận việc mà nó không có cái dữ kiện, nó không có tính cách pháp lý về quốc tế, cho nên vì đó mà nói nó cái chối tỉnh bơ mà đâu có lấy gì mà đó. Nhưng mà bây giờ nó có rồi, nó có một cái tiền lệ mà nó có tòa án rồi, nó có phán xử rồi, nó có kết quả rồi thì anh không chối được nữa, anh không chối được nữa. Nhưng mà các mấy cái thằng tâm trọng nó cũng đâu có gì đâu mà nói, nó đâu có, nó nói xuông không. Còn mình có chứng cứ, có tin tức, có báo, có nguồn, có hình ảnh, có nạn nhân, có nguyên đơn, có bị cáo, có đầy đủ, mà không phải là một vụ này, còn rất là nhiều vụ, thấy chưa? Thậm chí cái vụ Mỹ Lai nó chỉ xử kia qua loa rồi xong thống thức thôi, mà thấy rồi nè, trong khi đó 500 mấy chục mạng người trong cái làng đó, nó không đơn giản, nó không phải mày. Bây giờ tôi nói mày nghe nè, đi về bà con hoặc thân nhân của con đi, cha mẹ anh chị cô dì chú bác luôn, mà nằm ở trong cái hoàn cảnh đấy con thấy sao? Nó ám ảnh con suốt đời, và con thù hằn, con hận những người đó rất rất là nhiều lần, thấy không? Mà thấy rõ ràng dân tộc của mình trải qua một cái chiều dài lịch sử rất là đau khổ, thấy không? Tan thương. Nhưng mà tụi nó là đéo biết thương, cái tụi mà nó chống Việt Nam mình không biết thương. Chiến qua tranh nó đã qua rất là lâu rồi, mà chúng nó vẫn ôm một cái mối hận, mà cái mối hận đó, mối hận rất là vô lý. Tao nè, cũng đứng bên hàng ngũ của dân Cộng hòa vậy thôi, mà tại sao tao không hận? Là bởi vì cái đầu của tao còn suy nghĩ được là điều đất nước tao khác, tụi nó thì ôm một cái mối hận, mà cái hận mà hận rất là vô lý, nó buồn cười chứ. Thành ra nhiều khi mình nghĩ đi với lại mình cũng thấy thương dân tộc mình, bởi tao ghét cái đó, bởi tao bực mình lắm. Nhưng mà mọi người đều là tao mày tất cả mọi người trong những là mình là những cái tiếng nói nhỏ nhoi, mình chẳng mang lại có giá trị pháp lý gì cả, mình không phải là chính phủ, mình không có đại diện cho cơ quan nào cả, mình nói được tiếng nói của người dân mình, nhưng mà cái tiếng nói mình quá nhỏ cho nên vì nó không đánh động được tất cả mọi người, nó hẳn là như vậy. Và sẵn hôm nay nó có một cái nguyên nhân mà của một cái tòa án bên trong hàng nó sáng quyết, thì bắt đầu từ giờ phút này mình có thể mình mạnh miệng mình nói tao và mày tất cả mọi người đều có lịch, có quyền lên án những cái tài kia, và nó có cơ sở, nó có cơ sở quá. Mày đồng ý không? Chứ bây giờ khi mà hồi xưa đó mình nói ra cái bác hết, ô trời ơi, nó giả dạng, nó mặc đồ Việt Cộng á nữa, vô nó lấy đồ nó bận cái gì, mọi nó bắn đùng cái đồ UN cho Mỹ rồi cái gì rồi lá nó vậy đó, nó đổ thừa, nó đổ thừa đủ thứ loại thành phần, nó mất dạy, mất độ vậy. Nhưng mà nó dạy kèm chỉ sự tàn nhẫn, thà thằng Mỹ nó nói vậy ta không tức, đúng không? Nhưng mà người Việt mình cùng màu da, cùng chủng tộc, cùng tiếng nói mà nhẫn tâm như vậy, thành ra mày nghĩ nó ác kinh khủng. Thành ra bây giờ tao đối với tao thiệt mày, nếu thành phần đó tao không có chơi, mà tao cũng chẳng bao giờ, không bao giờ tao đụng chạm, mà tao cũng chẳng bao giờ, bởi vì đối với tao với nó là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Bố nói lại gì đó, rồi tại vì ngày hôm qua đây thì tao cũng xúc, tao cũng bực mình về cái vụ mà cái tòa án đó, tao cũng lên mạng của Quỷ Tý, tao chửi sùm á. Nhưng mà có điều à, nói gì thì nói thôi, mình chỉ là mình nói theo cái tư tưởng của mình là một người dân bình thường thôi, chứ thực chất mình phân tích ra lý luận này cái thì mình chỉ nói một cái phạm vi nhỏ thôi, bởi vì mình tiếng nói của mình nó không lớn, rồi mình cũng không phải đại diện cho pháp lý gì, mình cũng không phải là chủ tịch hay là mình cũng làm cái gì cả, nên mình nói. Nhưng mà mình cái cớ này để cho bọn mình nói một nữa, cách là để cho cái bọn chống cộng của Việt Nam mình, cái là ở ngoài cái chống cộng cực đoan đó, mình nói thẳng này vậy để sáng con mắt ra, đây là một bằng chứng hiển nhiên, chứ từ xưa giờ nó chối đây nè, không có cái gì nó không chối đây á, rồi cái thuốc độc mà nó còn giống như bia mày rượu bắt cái tay ghê không được, thuốc độc mà nó còn giống như bia rồi có thằng bị thằng ốm không được, không thể làm hết đó, chối hết đồ rồi đó. Thì bố nói gì đấy, coi như vậy thôi, kêu đứa nào lên chơi Cào Nam gửi yêu cầu đi, mày gửi yêu cầu ok gì, con gửi yêu cầu đi, nói cho mày đi hiểu nào. Cũng khuya rồi ai cho mày hỏi, tao hỏi, tao chưa hỏi tội mày đổ mày, mày vừa phải cái gì mình sao kêu mày đưa vú tao coi, mày ôm vú thì vú gì đủ mấy tao coi chứ làm dữ vậy, đủ mày như vậy. Đừng có nghĩ còn không có biết nút lóc nha nha, cần gì tao cũng không biết chuyện đó. Rồi mày hút mở bụng, mày đưa bụng mày tao coi, đủ quá xưa sắc đẹp rồi còn giấu hoài. Cưới sự này tao nói nha, cưới sự này á là đầu tiêu là cái ông vượt trai mà ai nè nha. Ông vượt trai nhớ cái thù này nha, ông vượt trai nha. Bây giờ trả đi bắt đó, bao ngày tin thằng Bắc nó về Việt Nam rồi, rượu quá giờ khổ rượu, nhưng mà chắc là lại về rượu quá, chắc mệt rồi chưa có lên được cái gì rồi, về rồi về. Chắc nó về rồi.
chắc nó về rồi, tao không biết, mấy bữa nay theo ló mặt rồi. Không biết, nhưng mà cái điều tao nghi nghi thôi, chứ còn tao không biết nó về chưa. Nhưng mà cái điều mấy bữa nay thấy nó dán bấu trên mạng rồi, thấy mệt, mà mỗi lần mà vô thấy nó thấy là không còn thì cũng leo lên, đụng bữa nay xong mất tiêu, 2-3 bữa nào không thấy. Thì yêu cô nói vậy đó, thì yêu cô là có nghĩa là thì rồi, thế cũng như vậy thì nó cũng có nhiều cái vấn đề mới xảy ra đây, nó cũng sờ lộn xộn mà nó cũng dính líu tới Việt Nam, nhưng mà có điều càng ngày thì nó lộng bùa lộng ngôn. Còn cái thứ hai nữa, bây giờ tôi mới nói cái điều này, cái đám ở mới đây cái gì Nguyễn Hữu Chánh à, Nguyễn Hữu Chánh mới là làm một cái gì tuyên ngôn ra tuyên bố tiên gì, ta thấy tôi buồn cười, đối thoại với Việt Nam chứ, ồ quên, ta nói tôi buồn cười, ta nói tôi buồn cười nhất ở chỗ là cái chữ đối thoại, có nghĩa là anh lấy cái tư cách gì đối thoại, cái tổ chức của anh lấy cái tư cách gì mà để đối thoại, cái buồn cười á, cái buồn cười á, đủ mấy cái thằng ngu mấy này nó ngu đủ, nó chưa từng thấy cái người ngu, bởi vì anh không có lấy cái tư cách gì đối thoại, anh lấy cái quyền gì, rồi anh lấy cái tư cách gì, tư cách pháp nhân là cái gì, chữ đối thoại gì. Ở đây Việt Nam chỉ đối thoại những người đồng cấp, đồng cấp là gì, ví dụ Việt Nam chỉ nói cái chính phủ Mỹ thôi à, chính phủ Pháp, chính phủ Tân Tây Lan, chính phủ Úc, cái đủ, mà làm gì có cái chuyện cá nhân mà đối thoại, anh lấy cái quyền gì, anh lấy tư cách gì trời. Đúng á, ông Phượng không nói đủ, mà nó nói chuyện với tôi chưa chịu. Nó nói chuyện cá nhân với tôi chưa chịu hả? Rồi thằng lưu vong, một thằng lưu vong mà đi nói chuyện, mà rồi đi nói chuyện với một người có tổ quốc. Buồn cười, thằng cái tiền ta thấy nó buồn cười, vừa láo xược vừa hỗn láo xuyên tạc. Cái mới quen con. Đâu má đọc một bài diễn văn dài lê thê tuyên bố đủ này kia gì, gì không, cái đó cái gì ta? Cái gọi là cái gì ta không biết, quên mẹ rồi, cái gì tuyên ngôn, tuyên ngôn bản tuyên ngôn, trời ơi, yeah. Còn xuyên tạc rồi đủ, nó nói Việt Nam bệnh rồi phá rừng này kia đủ, phá trời đủ mẹ, tàu lao hết biết sao rồi, đủ ngu si dốt nát đủ rồi, á thiệt tình, nhiều khi ta buồn cười thôi, ta cũng không muốn nói gì, là nó làm vậy thì nó ngồi nó ôm, nó ngồi nó ngó đi đủ, mà gần xuống lỗ hết rồi đủ, mà còn đéo biết nghĩ lại, cũng sẵn cái dịp này sẵn cái bản án của Nam Hàn mình cũng gửi gắm luôn cho mấy ông nội đó, coi đó mấy ông nội binh vực một cái xã hội cái người xưa tới bây giờ tàn sát từ xưa giờ, mấy ông đó cái vụ mà đô sinh mà ở Mỹ thì biểu tình mà chống lại Việt Nam, mình coi như là không chấp nhận, mình Việt Nam mình thưa kiện là cũng do mấy anh cha này luôn à, đúng chứ, người ta nó tồi bại độc ác mà nó khủng khiếp bất đợi, cái gì mà mình nghĩ là đã là con người Việt Nam không ai làm cái điều vô lương tâm vậy cả, không ai làm gì lương tâm cả, có nghĩa là gì, người Việt mình đau khổ bị chất nhiễm chất độc và da cam rồi xong rồi quái thai rồi xong rồi sinh đẻ, nói chung là cả di truyền cả mấy đời, đó là một sự đau khổ cùng cực của một người dân, trong khi đó mình đi đòi hỏi vấn đề công lý, thì ngược lại cái đám người Việt bên này là biểu tình chống không chấp nhận, đúng không, tao thấy nhiều không còn gì để phải nói nữa, nó hạ đẳng, nó hạ cấp, nó thua nhiều cái, nghĩa là nó thua một con vật, nó hẳn là vậy, nó hẳn là vậy không xứng đáng ở đó mà ngồi đói nói chuyện, còn đối thoại nói quần què đúng má, từ cách gì tôi muốn mẹ ha, cái kỳ cục mà thấy rõ ràng hơn, quá đẻ, từ cách gì anh lấy cái từ cách gì mà anh đến ngồi anh làm gì, chính phủ về đâu, cục đất trời chim không có, khổ thiệt. Ok thì muốn nói chuyện chút xíu rồi thôi, còn lấy nào lên nữa tiếp, có đề tài mày đâu có ngủ đêm nay được, mày theo xạo đủ mày không ngủ chi đủ. Ủa mày mới vừa đi vừa sửa sắc đẹp về ngủ làm đéo gì được mà. Sắp môi ông vừa phải thôi nha. Ông vừa phải thôi nha. Trời tao không biết là đủ mà đi hút, mày đi hút mỡ bụng nè, xăm môi nè, bơm vú nè, rồi gì nữa ta. Rồi đủ thứ mà bị ghi gớm hết được mà. Vậy sao ngủ được? Ôi hết giờ rồi. Bye. Rồi ok. Quỷ sứ. Nó quậy.